Phẩm 33, Khuyến dụ sách tấn. Phẩm trên đã chỉ rõ những điểm thù thắng siêu tuyệt, tịnh định an lạc của cõi cực lạc, nhằm làm cho chúng sanh ưa thích, hâm mộ, phát nguyện cầu sanh. Phẩm này nói lên những điều tệ ác cõi Sa Bà, chúng sanh chướng nặng, ba độc lừng lẫy, do si hoặc nên tạo nghiệp, khổ báo vô tận, chìm đắm trong biển khổ, đau đớn không cách gì diễn tả nổi. Vì thế, Phật thương xót khuyên bảo nên chán lìa. Phật dạy rằng khuyên lơn chúng sanh nên dứt ác làm lành, tinh tấn hành đạo, cầu sanh an lạc. Chánh kinh: người đời cùng nhau đua chen những chuyện không cần gấp, ở ngay trong chốn kịch ác cực khổ, vất vả làm lụng lo toan để tự nuôi thân, sang hèn nghèo giàu, trẻ già trai gái, lo toan chồng chất, bị cái tâm sai khiến, không ruộng lo ruộng, không nhà lo nhà, có hay không có tài vật quyến thuộc đều lo cả, có một phần lại thấy thiếu một phần, lại muốn cho bằng được người, vừa được chút ít lại lo vô thường, nước lửa đạo tặc oan gia, chủ nợ đốt trôi, cướp đoạt tiêu tan mòn diệt, tâm keo ý chắc chẳng buông bỏ nổi, mất mạng là mất hết, đem theo được gì chứ? Giàu nghèo đều vậy, lo lắng ưu khổ muôn bề. Giải: trong đoạn kinh này, trước hết Đức Phật chỉ rõ toàn bộ chúng sanh cõi này đều bị phiền não, khuyên lơn chúng sanh nên nhàm lìa. Người đời cùng nhau đua chen những chuyện không cần gấp, người đời cùng tranh cạnh nhau những chuyện thế tục không quan trọng, khẩn yếu. Chẳng trọng đại sự cấp bách nơi bản thân, chẳng biết vô thường nhanh chóng, sanh tử là việc lớn, chỉ tham danh lợi nên sầu khổ muôn bề, chẳng biết lúc nào thoát khỏi. Sách Hội Sớ nói: phàm vật thì có gốc ngọn, việc có gấp hoãn, chỉ nên coi một đại sự là nhiệm vụ cấp bách trước hết. Ví như người vào trong tòa thành lớn, trước tiên phải kiếm chỗ ở yên, rồi sau mới ra tay làm lụng. Đến khi chiều tà tâm tối, còn có chỗ nghỉ đêm. Trước hết, kiếm chỗ ở yên chính là tu tịnh độ. Đến khi chiều tà tâm tối, chính là đại hạn xảy đến, tức là chết. Có chỗ nghỉ đêm là sanh trong hoa sen, chẳng lạc vào nẻo ác. Vậy mà người ta cứ lơ là, đối với việc gấp như lửa cháy, hối hả lo liệu việc chẳng gấp rút gì. Khi mạng người sắp hết, dẫu hối có ích gì. Kịch ác cực khổ, kịch là rất, hết mức. Phẩm Trược Thế Ác Khổ có câu: chỉ có mỗi thế gian có năm sự ác này là khổ sở nhất, và năm sự ác, năm sự đau đớn, năm sự đốt cháy như thế, ví như lửa lớn thiêu đốt thân người. Ác là nhân, khổ là quả. Giết chóc, trộm cắp, nói dối, uống rượu là những điều rất ác. Hễ tạo ác, ác phải chịu quả ác, nên những điều ấy được gọi là năm thứ đau đớn, năm thứ đốt cháy như lửa đốt thân, nên bảo là cực khổ, khổ sở cùng cực. Sách Hội Sớ còn nói: hừng hực nung người đời như đống lửa, nên bảo là kịch ác cực khổ. Sách Hội Sớ giảng câu: vất vả làm lụng lo toan để tự nuôi thân. Nguyên văn: cần thân doanh vụ dĩ tự cấp tế, như sau. Doanh là lo toan, đổ sức vào việc gì gọi là vụ. Thân siêng năng vất vả làm những điều ấy gọi là cần thân. Cấp là làm cho đủ, khiến cho đồ vật được đầy đủ dư giả là cấp. Cấp còn có nghĩa là cung cấp, tế là qua. Do đó câu cần thân doanh vụ dĩ tự cấp tế có nghĩa là nhọc nhằn vất vả cái thân, toan tính làm lụng để mình được đầy đủ no ấm cho qua khỏi kiếp này. Câu sang hèn nghèo giàu trẻ già trai gái chỉ hết thảy các loại người trong đời. Người có địa vị cao quý trong đời là sang, địa vị thấp là hèn, lắm của là giàu, ít của là nghèo, lớn tuổi là già, nhỏ tuổi là trẻ, trai trai, gái gái, bao hạng sai khác. Nhưng chẳng ai lại không cùng ôm tấm lòng ngu si, tham dục, lao tâm khổ tứ, lo nghĩ chất chồng, bôn ba nhọc nhằn, chẳng lúc nào yên. Bởi thế Phật mới bảo, lo toan chồng chất, bị cái tâm sai khiến. Ngài Nghĩa Tịch bảo, lo mãi chuyện đã qua, lo hoài chuyện chưa tới, nên bảo là lo toan chồng chất. Thường bị dục tâm lôi kéo, khiến trộn rộn, bôn ba, nên bảo là bị cái tâm sai khiến.
Vì thế tâm niệm ấy chẳng lúc nào an, vì hễ có điều mong muốn thì thân phải nhọc nhằn theo. Ví dụ như lòng muốn sắm sửa vật mình yêu thích thì nào ngại bưng bê, quần vác bề bộn, bồn ba sửa soạn. Cho nên kinh mới nói là bị cái tâm sai khiến, chỉ vì tâm ham muốn mà phải bôn tẩu. Ngài Gia Tường dùng câu tâm chất chứa tài sản chẳng buông bỏ để giảng câu lo toan chồng chất, dùng câu riêng cầu chẳng ngơi để giảng câu bị cái tâm sai khiến. Ý Ngài nói những điều canh cánh trong tâm niệm chỉ toàn là tài vật, cho nên lo toan chồng chất, chăm chăm mong cho có nên thân tâm chẳng an, đấy gọi là bị cái tâm sai khiến. Ngài Cảnh Hưng lại giảng bị tâm sai khiến là như con dê khát nước chạy đuổi theo bóng nắng gợn. Kẻ mắt kéo màn thấy hoa đốm lăng xăng trên không đều do cái tâm thấm đẫm nước ái, chẳng rõ hoa đốm là bệnh nên cứ đuổi quàng theo. Bóng nắng gợn tức dương diệm, chính huyễn ảnh xuất hiện trong sa mạc, nhìn xa tưởng là chỗ có nước, những con nai con ngựa bị khát, tâm thèm nước thiết tha nên cứ đuổi theo tìm uống, nhưng chỉ phí công. Lại như người mắc bệnh kéo màn, ngỡ như trên hư không có những đốm sáng bay lẩn vẩn toàn chụp bắt, chẳng biết vốn chẳng có hoa đốm nên mới bảo là bị cái tâm sai khiến. Cả một đoạn dài từ câu có ruộng lo ruộng cho đến ưu khổ muôn bề là để giảng rõ ý lo toan chất chồng. Quyến thuộc là người trong nhà, thân thuộc tôi tớ, vân vân. Tài vật là gia tài sản nghiệp, các vật dụng để sinh sống. Những thứ nói trên đều là những điều khiến ta phải lo lắng. Chưa có thì muốn, lo sao cho có, nhưng có rồi lại sợ mất đi nên lại lo hơn nữa. Bể dục khó lấp bằng, lo được lo mất nên mới nói có hay không đều lo cả. Có một phần lại thấy thiếu một, lo muốn cho bằng được người. Ví như kẻ đã có được tài khoản 1 vạn đồng, thấy người khác có đến 2 vạn, liền nghĩ cách sao cho có được 1 vạn nữa. Đã có một cái tivi, thấy người ta có 2 cái, liền muốn mình có thêm cái nữa cho bằng người ta. Muốn mà chưa được thì lại sanh lo buồn, thỏa nguyện rồi cũng chẳng hết lo nghĩ. Bởi ham muốn không cùng nên vĩnh viễn lo lắng không dứt. Vừa mới có được một chút lại toan khư khư giữ lấy, sợ gặp tai biến, lo mất mát đi. Nên kinh mới nói vừa được chút ít lại lo vô thường. Vô thường chính là những tai họa bất thường được kinh nêu tiếp ngay sau câu trên, tức là câu vừa được chút ít lại lo vô thường. Như nước trôi, lửa cháy, đạo tặc cướp đoạt. Nước, lửa là thủy tai quả tai, đạo tặc là cái quả cướp đoạt trộm cắp. Quan gia là những kẻ kết oán với mình, chủ nợ là những người mình thiếu nợ chưa trả. Các điều như trên đều là những tai họa thình lình phát sanh, như lửa có thể đốt cháy rụi, nước cuốn trôi mất, kẻ cướp cướp đoạt, kẻ trộm cũng mất, quan gia báo cừu, chủ nợ xiết nợ. Thậm chí trong khoảnh khắc chẳng còn một thứ gì là của mình nữa. Cái giàu sang ngày trước đột nhiên chẳng còn sót lại chút gì, nên bảo là đốt trôi cướp đoạt tiêu tan mòn diệt. Sách Hội Sớ nói đốt là đốt cháy, là các nạn như chiến tranh tàn phá, quả tai bất ngờ. Trôi là cuốn trôi, là các nạn như nước lũ, sóng gió. Cướp đoạt là nạn đạo tặc, bị quan gia làm cho tiêu tan, bị chủ nợ làm cho mòn diệt. Người đời tâm keo ý chắc, nghĩa là người đời tấm lòng keo kiệt đến mức ngoan cố. Tài vật mà bị mất thì trong lòng càng thêm phẫn hận, lo buồn, oán hận, sầu khổ, không rảnh trí nổi. Nên kinh mới nói chẳng buông bỏ nổi. 4 câu từ mất mạng là mất hết trở đi, phím chỉ hết thảy đời người, lúc lâm chung hết thảy tài vật quyến thuộc, yêu dấu, tiếc nuối đều phải buông bỏ hết. Một mình đến, một mình đi, không ai bầu bạn. Dẫu người mình thương yêu nhất cam chịu chết cùng lúc với mình thì cũng chẳng thể đến cùng một chỗ. Nghiệp nhân bất đồng, quả báo sai khác ngàn lần, nên mỗi người sẽ sanh về một chỗ khác nhau. Bởi thế kinh dạy đem theo được thứ gì. Trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện có dạy, người ấy lúc lâm chung trong sát na cuối cùng, hết thảy các căn thảy đều tan hoại, hết thảy thân thuộc đều lìa bỏ, hết thảy hoài thế thảy đều tan mất. Phụ tướng đại thần, cung thành trong ngoài, voi ngựa xe cộ, kho tàng của báu, hết thảy những thứ như vậy chẳng có thứ nào theo mình.
đoạn kinh ấy có cùng ý nghĩa với đoạn kinh ở đây. Thường nghe, mọi thứ đều bỏ hết, chỉ còn nghiệp theo thân. Bất luận giàu nghèo, không ai là chẳng giống vậy. Ai nấy ưu khổ vô tận, nên kinh mới nói là ưu khổ muôn bề. Chánh kinh, nhân dân trong thế gian, cha con, anh em, vợ chồng, thân thuộc, phải nên kính ái nhau, chẳng nên ganh ghét nhau. Kẻ có chia sẻ cho người không, chẳng nên tham tiếc. Lời lẽ, vẻ mặt thường hòa quản, chớ nên chống trái nhau. Nếu có lúc tâm tranh chấp nhau sinh ra giận dữ, thì đời sau càng chuyển thành nặng nề, đến nỗi thành mối oán hận lớn. Sự trong thế gian càng thêm tai hại, tuy chẳng thấy ngay lập tức, phải gấp nghĩ cách phá đi. Giải, đoạn kinh này khuyên dạy người đời đối với thân thuộc phải nên hòa kính, vì nếu chẳng hòa kính sẽ trở thành oán thù. Kính ái là cung kính và từ ái, ganh ghét là ghét bỏ và ganh tị. Sách Hội Sớ nói, giọng vui vẻ chẳng nóng giận, lời lẽ chẳng chống trái, gây gắt ôn hòa khiêm cung, mặt chẳng câu có, thì gọi là thường hòa quản. Như vậy, vẻ mặt lời nói thường hòa quản chính là như ở phần trên kinh đã dạy hòa nhan ái ngữ vậy. Trên đây Phật đã khuyên thường hòa quản, tiếp theo Phật dạy nếu bất hòa sẽ kết thành đại oán. Chữ tranh trong câu nếu có lúc tâm tranh chấp nhau nghĩa là kèn cửa. Sách Nhất Thiết Kinh Âm nghĩa giảng tranh là kiện tụng. Sách Hội Sớ bảo thói đời lúc bình thường vốn chẳng phẫn hận, chợt gặp cảnh trái nghịch nên bất thình lình tranh chấp nhau, nên mới bảo là nếu có lúc. Có lúc chợt khởi lên cái tâm đấu đá, kiện cáo, tranh chấp nhau, nên mới nói là nếu có lúc tâm tranh chấp. Giận dữ, sân khỏe là nóng nảy phẫn nộ. Giận dữ là một trong tam độc. Một khi tâm sân lên thì tạo thành mối hận nhỏ. Oan oan tương báo không lúc nào thôi. Kẻ oán ghét thường chạm mặt nhau, sát hại lẫn nhau, càng lúc thêm dữ dội. Nên kinh mới bảo đời sau càng chuyển thành nặng nề, đến nỗi thành mối oán hận lớn. Như vua Lưu Ly vì muốn báo thù cái oán đời trước mà giết hại cả dòng họ Thích. Sự trong thế gian càng thêm tai hại là những sự báo oán trong thế gian tạo thành quả hại. Đã tạo nghiệp nhân, ắt kết thành ác quả. Vì sự báo ứng chẳng lập tức hiển hiện ngay trong hiện tại, nên kinh mới nói tuy chẳng thấy ngay lập tức, nhưng nhân quả chẳng hư, quyết sẽ báo ứng trong đời sau, nên kinh mới nói phải gấp nghĩ cách phá đi. Chúng sanh sợ quả, Bồ Tát sợ nhân là vậy. Chánh kinh, trong ái dục, con người sanh một mình, chết một mình. Mình đến, mình đi, khổ vui tự chịu lấy, chẳng ai thế cho. Thiện ác biến hóa theo đuổi đến từng kiếp sống, đường lối bất đồng, không dịp gặp gỡ. Sao chẳng ngay trong lúc còn khỏe mạnh, nỗ lực tu thiện, còn muốn đợi đến khi nào? Giải, đoạn này Phật khuyến dụ người đời bỏ ác tu thiện. Ái dục là tình ái và tham dục. Ái dục chính là cội gốc sanh tử. Ái chẳng nặng, chẳng đọa sa bà. Toàn thể thế nhân chìm đắm trong ái dục, cho nên chết đây sanh kia lưu chuyển vô cùng. Dẫu cho quyến thuộc đầy nhà, nhưng lúc sanh tử, sanh thì trơ một thân đi đến, chết thời riêng một mình ra đi, chẳng có ai theo, không ai thay được. Vì thế kinh nói sanh một mình, chết một mình đến, mình đi. Câu khổ vui tự chịu lấy, chẳng ai thế cho, ý nói quả báo sướng hay khổ đều do tự mình tạo, tự mình hưởng, cũng không ai khác thay thế được. Ngài Cảnh Hương nói tự chịu lấy tức là tự mình nhận lấy. Câu thiện ác biến hóa được Ngài Cảnh Hương giảng như sau: thiện biến hóa chính là quả báo trong đường lành, ác biến hóa là quả báo trong đường ác. Sách Hội Sớ nói đời này tuy là thiện quả, nhưng tạo nghiệp nhân ác thì đời sau sẽ chiêu cảm, biến thành tai ương. Đời này tuy là ác quả, nhưng làm lành thì đời sau sẽ hưởng phước báo, thiện biến vạn hóa, chẳng thể nói trọn. Đây lại là một cách giải thích khác của chữ biến hóa. Ngài Gia Tường lại giảng nhân ác chịu khổ, nhân lành hưởng vui, quả báo nhanh chóng. Theo đuổi đến từng kiếp sống, nghĩa là sanh về đâu, quả báo cũng đuổi theo ngay đó, chẳng hề bỏ rời. Tùy theo nghiệp nhân mà cảm được quả báo thiện hay là ác. Gia Tường Sớ giảng câu đường lối bất đồng như sau: làm lành thì quả báo chúng thiên đường chờ sẵn, làm ác thì núi đao rừng kiếm đón chờ. Nhân quả mỗi người sai khác, nên sẽ sanh về những nơi khác xa nhau,
Bởi vậy lúc lâm chung chia tay nhau trọn thành vĩnh biệt. Một phen chịu báo trong tam đồ là cả 5.000 kiếp trôi lăn trong 6 nẻo, biết ngày nào gặp lại nhau. Dẫu có trùng phùng cũng chẳng hề nhận biết nổi nhau, nên mới nói không dịp gặp gỡ. Bởi đấy Đức Thế Tôn xót thương, cảnh tỉnh khuyên lơn người đời, sao chẳng ngay lúc mạnh khỏe nỗ lực tu thiện, chứ còn đợi đến khi nào nữa? Người già thể xác suy yếu, khó bề siêng tu, như kinh Niết Bàn đã bảo. Này Ca Diếp, ví như cây mía đã bị ép rồi, bã mía chẳng còn vị gì. Tuổi trẻ sắc đẹp cũng giống như thế, khi bị tuổi già ép thì chẳng còn có 3 thứ vị: một là vị xuất gia, hai là vị độc tụng, ba là vị tọa thiền. Tuổi già mất cả 3 thứ vị như vậy, nên phải gấp rút nỗ lực, chớ nên chần chừ. Chánh kinh: người đời chẳng thể tự thấy thiện ác, các hung quả phước tranh nhau mà làm, thân ngu dốt, tinh thần tối tăm, đâm ra tin nhận các giáo lý khác, điên đảo tiếp nối. Do căn bổn vô thường nên mù mịt tối tăm càng rỡ, chẳng tin kinh pháp, tâm chẳng lo xa, ai nấy chỉ muốn khoái ý, mê mang nóng giận, tham lam tài sắc, trọn chẳng ngừng nghỉ. Ôi đáng thương thay, người đời trước chẳng lành, chẳng biết đạo đức, cha ông không bàn đến thì con cháu chẳng biết gì, thật chẳng có gì là lạ. Nẻo sanh tử, đường thiện ác đều chẳng tin tưởng, nói là đời nào có. Hãy quan sát xem để tự thấy biết lấy, nào cha khóc con hoặc con khóc cha, anh em chồng vợ khóc thương lẫn nhau. Giải: cả phẩm kinh này chỉ rõ chúng sanh trong uế độ này, 3 độc lẫy lừng, tạo ác đáng sợ. Đoạn đầu tiên nói về tham độc, giàu nghèo đều vậy, ưu khổ muôn bề. Đoạn kế đó nói về sân độc, đến nỗi thành mối oán hận lớn. Đoạn này giảng về si độc, thân ngu dốt, tinh thần tối tăm, chẳng tin kinh pháp, đường thiện ác đều chẳng tin tưởng. Cái quả si độc làm thương tổn huệ mạng của con người. Si độc chính là cái gốc của 3 độc, vì thế nó gây hại rất sâu. Đoạn kinh này ý nói, người đời ngu si chẳng biết thế nào là thiện, thế nào là ác, cứ theo ý mình càng phân biệt sai quấy thêm, chẳng thể tin nổi quy luật thường hằng nhân quả thiện ác trong 3 đời. Nên kinh nói, người đời chẳng thể tự thấy thiện ác, đã chẳng biết nhân lại chẳng sợ quả, chỉ cốt khoái ý chốc lát, chẳng sợ hậu quạng vô cùng. Phóng túng càng rỡ, mặc sức làm ác, đua nhau gây nhân ác, chẳng đoái hoài hung quả tương lai. Nên kinh mới bảo, các hung quả phước tranh nhau mà làm. Ngài Gia Tường lại giảng, người đời cho rằng lúc chết vì cúng tế mà sát sanh là hung, những dịp như cưới gả vân vân là cát. Đối với 2 việc này, người đời đua nhau mà làm. Ý nói, các hung là nhân, quả phước là quả, sát sanh để cúng tế là hung, sát nghiệp cảm lấy quả báo trong tam đồ nên là quả. Người đời cho rằng cưới gả là cát, nhưng chẳng biết do vui mừng mà sát sanh thì lại trở thành hung sự, chiêu cảm cái quả vô cùng trong tương lai. Ấy là vì thế nhân chẳng hiểu, dù thiện hay ác đều chiêu cảm quả báo. Sách Gia Tường Sớ giảng câu, thân ngu dốt, tinh thần tối tăm như sau. Do thân tạo ác nên bảo là thân ngu dốt, tâm chẳng tin nên bảo là tinh thần tối tăm. Còn tịnh ảnh sớ là giảng, thân ngu dốt, tinh thần tối tăm là tâm ý bế tắc, chẳng thể tự thấy nổi chuyện thiện ác sanh tử. Như vậy ngu dốt tối tâm chính là si độc. Do ngu si nên tâm ý bế tắc, chẳng thể chánh tin nhân quả, chẳng tin nhận nổi kinh pháp, hồng nhập chánh đạo. Ngược lại càng dễ đâm ra tin thờ các tà thuyết ngoại đạo. Bởi thế kinh nói, đâm ra tin nhận các giáo lý khác. Thấy biết điên đảo như thế liên tục chẳng dứt, chìm đắm mãi mãi trong sanh tử. Nhưng nguồn gốc của những tà kiến ấy lại chính là si nghiệp. Sanh tử vô thường là do si làm cội gốc, kinh gọi đó là căn bổn vô thường. Mông minh để đột, tạm dịch là mù mịt tối tăm càng rỡ. Mông là dẫu có trong mắt mà chẳng thấy gì. Ngài Cảnh Hưng bảo, mù mịt lại càng thêm mù mịt. Mù mịt là vì bị che lấp nên chẳng sáng suốt, tối tăm là do ám muội chẳng hiểu biết. Để như là con thú dùng sừng hút các vật, đột là xông thẳng vào. Ngài Nghĩa Tịch giảng câu mông minh để đột như sau. Câu này ý nói chẳng hiểu biết gì, đụng việc là làm càng, như đứa trẻ đi đêm, như chó dại chạy quàng,
không điều gì không làm. Do ngu muội tâm tối nên chẳng hiểu nghĩa kinh, quan tánh hung hăng, thích xung đột nên chẳng tin nhận nổi kinh pháp. Do vậy, tâm chẳng lo xa, chỉ cốt khoái ý. Sách hội sớ viết, chẳng quan tâm đến đời sau, chỉ cầu cái vui hiện tại nên bảo là chí cốt khoái ý. Ôm lòng giận dữ, tham tài hiếu sắc, chẳng lúc nào ngơi nên Phật mới than, ôi đáng thương thầy. Câu: người đời trước chẳng lành, chẳng biết đạo đức, ngụ ý đời cha ông ngu si. Tịnh ảnh sớ giảng, trọn chẳng làm thiện nghĩa là vô hạnh, chẳng biết đạo đức là chẳng hiểu biết. Đã không hiểu biết lại còn vô hạnh thì thật là ngu si cùng cực. Đời này tiếp nối đời kia, những lời cha dạy con toàn là tà thuyết, chẳng bàn đến quả báo thiện ác, nên kinh mới bảo chẳng nói gì đến. Cha ông si độn ngoan cố thì con cháu vô tri là chuyện tất nhiên, nên kinh mới bảo thật chẳng có gì là lạ. Tịnh ảnh sớ giảng câu, nẻo sanh tử đường thiện ác như sau. Chẳng thể tự thấy nẻo sanh tử là chẳng biết quả, chẳng thể tự thấy đường thiện ác là chẳng hiểu nhân. Tự tâm chẳng biết cả nhân lẫn quả, lại không ai bảo cho nên trọn chẳng hiểu biết. Bởi thế mới đều chẳng tin nổi, nói là chẳng có. Nếu chẳng biết việc sanh tử thì cứ tự xem đi, cha con anh em chồng vợ bị cái chết chia lìa, thương khóc lẫn nhau, có ai tránh khỏi đâu. Chánh kinh: một sống một chết, bệnh rịn luyến tiếc nhau, ưu khổ thắt buộc không lúc nào tháo nổi. Nghĩ tưởng những niềm ân ái yêu mến, chẳng lìa tình dục, chẳng thể suy sâu nghĩ chính, chuyên rồng hành đạo, tuổi thọ chớp mắt là hết, biết làm sao đây. Giải: người đời ngu si tham ái, chẳng biết muôn sự trong đời đều như huyễn mộng, như hoa đốm trên không, lầm tưởng thật có, nào hay vô thường vùng vụt, chẳng giữ mãi nổi. Lúc sanh càng thêm yêu mến, lúc chết bội phần xót xa. Lúc sanh tử, kẻ còn thương xót thân nhân từ nay vĩnh biệt, kẻ chết thương mình ra đi vĩnh viễn. Lưu luyến nhau khó bỏ nổi, như mũi dao xoáy vào tim. Bởi thế kinh nói, một sống một chết, bệnh rịn luyến tiếc nhau. Những ân ái xưa kia nay thành ưu khổ, hai điều này trói buộc thân tâm như dây thắt chặt mối, chẳng thoát ra nổi, nên kinh bảo ưu khổ thắt buộc chẳng lúc nào tháo ra nổi. Mà thắt buộc hay kết vượt chính là phiền não. Sách Đại Thừa nghĩa chương chép, phiền não ám hoặc trói buộc hành nhân nên gọi là kết. Nó lại ràng buộc cái tâm nên gọi là kết, vì nó kết tập hết thảy sanh tử. Như vậy vướng vít vào tình ái thì liền bị sanh tử buộc ràng, chẳng có lúc nào thoát khỏi. Nghĩ tưởng những điều ân ái yêu thích, xét tận cội nguồn, những điều người đời yêu quý thực sự là do tình dục, mà chẳng biết rằng dục là cội khổ. Thuần tình ác đọa, nếu đối với những điều ấy ta chẳng thể suy sâu nghĩ chính, để nhất tâm tu đạo hồng cầu giải thoát, thì nháy mắt vô thường sọc đến, thọ mạng chấm dứt. Đến lúc ấy làm sao bươn bả kêu vang gì nổi. Mạng người trong hơi thở, nên kinh mới bảo tuổi thọ chớp mắt là hết, niên thọ toàn tận. Toàn tận là nháy mắt đã hết. Chánh kinh: kẻ lầm lẫn nơi đạo rất nhiều, kẻ ngộ đạo lại ít. Ai nấy ôm lòng sát hại, độc ác, ác khí mịt mù, làm chuyện sái quấy trái nghịch thiên địa, mặc tình phóng túng, tạo tội cùng cực. Tuổi thọ chợt bị đoạt mất, lọt xuống ác đạo chẳng có kỳ ra. Giải: đoạn kinh này giảng về cái quả do từ si mê mà khởi lên sân hận. Trong ba ác nghiệp, sân nghiệp là nhân của địa ngục. Có câu, một đốm lửa sân tâm thiêu rụi rừng công đức. Thế nhân ít kẻ tỉnh ngộ chánh đạo, lắm kẻ mê hoặc, nên lòng luôn ôm ấp, ý giết hại, độc địa, tàn hại mạng người khác, ác khí hừng hực. Từ chỗ tối vào trong chỗ tối, nên kinh mới nói ác khí mịt mù. Mịt mù lại có nghĩa là tối tâm, vô tri, đêm tối. Làm cái gì cũng sai lầm, nên kinh bảo làm chuyện sái quấy. Bởi thế mới trái nghịch thiên địa. Ngài Gia Tường bảo, trên chẳng thuận lòng trời, dưới nghịch ý Diêm La Vương, mặt lòng tạo ác như thế, nên kinh bảo là mặt tình phóng túng. Suốt ngày tạo tội ngập trời, nên bảo là tạo tội cùng cực. Bởi đó bị tội nghiệp lôi kéo, nên chẳng đợi đến khi tuổi thọ hết, đã bị mất mạng, rớt xuống ác đạo. Đoạt là cưỡng lấy, làm cho mất hẳn đi, mạng sống đột ngột bị mất đi, nên mới nói là tuổi thọ chợt bị đoạt mất. Ngài Tịnh Ảnh bảo,
do si khởi sân, tàn hại lẫn nhau, ai nấy ôm lòng giết chóc, ác độc, ác khí, mù mịt, làm các điều quấy. Ngài lại bảo, kẻ tạo tội ác do sức túc nghiệp sẽ tự nhiên chiêu cảm duyên phi pháp, thuận theo những ác duyên ấy, mặc sức tạo tội, cho đến khi tội tới mức cùng cực sẽ đọa ác đạo, chịu khổ vô cực. Ý nói, người đời do ngu si nên sanh tâm sân hận mà giết chóc tàn hại lẫn nhau, mặc tình làm ác, ôm lòng độc ác, chỉ làm các điều sằng bậy. Kẻ tạo tội như thế do nghiệp lực tội ác của đời trước sẽ mặc sức làm ác. Tới khi sự ác ngập đầu, quả báo ác sẽ hiển hiện nên đột nhiên bị chết mất đi, đọa lạc trong ba ác đạo, chịu lấy quả báo chẳng có cùng cực, không biết khi nào mới thoát nổi, nên kinh nói chẳng có lúc ra. Chánh kinh, các ngươi nên suy nghĩ chín chắn, xa lìa các ác, chọn lựa điều thiện để siêng thực hành, ái dục, vinh hoa chẳng giữ mãi được, đều sẽ biệt ly chẳng thể vui nổi. Phải nên siêng tinh tấn sanh cõi an lạc, trí huệ minh đạt, công đức thù thắng. Đừng chạy theo điều ham muốn trong tâm mà khiếm khuyết kinh giới, tục hậu sau người khác. Giải, đoạn cuối này là lời khuyên chung dứt ác làm lành, cầu sanh cực lạc, suy nghĩ chín chắn, là như ta thường nói, suy sâu, nghĩ chín. Toàn đoạn kinh từ chữ ái dục vinh hoa đến chẳng thể vui nổi được sách Hội Sớ giảng như sau: vinh hoa chẳng giữ nổi, hội hợp rồi nhất định ly tán, ái dục chẳng thường còn, thạnh rồi ắt có suy, điên đảo lầm tưởng là vui nên những điều ấy chẳng đáng ưa thích. Ông Bành Tế Thanh bảo, hết thảy người đời coi dục là vui, chẳng biết đó là khổ. Người trí xem thấy chỉ toàn là khổ, không chút vui nào. Vì sao vậy? Cứ coi có là vui, không là khổ. Nào hay có, chính cái nhân của không. Xem được là vui, coi mất là khổ. Nào hay có, chính là cái nhân của không. Xem được là vui, coi mất là khổ. Nào hay được, chính là cái nhân của mất. Coi tụ tập là vui, tan lìa là khổ. Nào hay tụ tập là cái nhân của tan lìa. Coi sanh là vui, coi diệt là khổ. Nào hay sanh chính là cái nhân của diệt. Ý nói, những điều chúng sanh tưởng là vui, thật ra chính là cái nhân tạo khổ. Từ cái nhân tạo khổ ấy, ắt phải sanh ra quả khổ, nên bảo là chẳng thể vui nổi. Tiếp đó Phật khuyên, nên tinh tấn cầu sanh cực lạc. Được sanh về cõi ấy rồi, thì ai nấy ắt đều trí huệ minh đạt, công đức thù thắng. Minh là hiểu rành rẽ, đạt là thông đạt, tịnh ảnh sớ giảng, trí huệ minh đạt là đạt được trí huệ thù thắng, công đức thù thắng là được phước thù thắng, trí lẫn phước đều thù thắng, nên Phật khuyên người đời siêng năng cầu vãng sanh. Ngài còn răn dạy, đừng chạy theo điều ham muốn trong tâm mà khiếm khuyết kinh giới, tục hậu sau người khác. Kinh là kinh giáo, giới là giới hạnh. Ở đây Phật đặc biệt khuyên ta nên trì giới, bởi giới là nền tảng của muôn hạnh. Đừng chạy theo cái tâm, là như kinh Niết Bàn dạy, làm thầy của cái tâm, chứ để cái tâm làm thầy mình. Nghĩa là nếu để cho cái tâm sai khiến được mình, thì hành nhân mắc sai lầm lớn. Ấy là vì cái vọng tâm này chính là cội rễ sanh tử. Tuân theo cái vọng tâm này thì khác nào nhận giặc làm con, toàn nấu cát thành cơm, làm sao ăn nổi. Lẽ đâu rong ruổi theo tâm tánh làm điều càng quấy hay sao? Câu kinh sau đây trong kinh Tứ Thập Nhị Chương: cẩn thận đừng tin tâm ý của ngươi, tâm ý ngươi không thể tin nổi. Có cùng một ý nghĩa với câu kinh ở đây, tục hậu lại sao người khác là thua người khác vậy. Người khác vậy, người. Phẩm 34: Tâm được khai minh. Trong phẩm này, Ngài Di Lặc lãnh hội được ý chỉ của Phật, tâm được khai minh. Phật lại ban lời dạy, một là đoạn hoặc chứng niệm Phật, biết khổ tu thiện, hai là tự lợi lợi tha, lần lượt cứu vớt nhau, ba là lại dạy về quả báo thù thắng của cõi cực lạc, bốn là đoạn trừ nghi ngờ để khỏi bị sanh vào biên địa. Chánh kinh, Ngài Di Lặc bạch rằng, lời Phật dạy răng rất sâu lành, chúng con đều được nhờ từ ân giải thoát ưu khổ. Phật là Pháp Vương tôn quý, cao siêu hơn các thánh, quang minh chiếu tột, thấu suốt vô cực, làm thầy của khắp hết thảy trời người. Nay được gặp Phật, lại nghe danh hiệu Đức Vô Lượng Thọ, không ai chẳng hoan hỷ, tâm được khai minh. Giải, Ngài Di Lặc lãnh ngộ lời Phật, tự mừng vui sâu xa, tỏ bày lời tán tụng,
bằng cách bạch rằng lời Phật dạy rằng rất sâu, rất lành. Hai chữ giáo giới tức dạy rằng được sách câu xá giới phẩm tụng sớ giảng. Giáo là dạy dỗ khiến người tu thiện, giới là răn đe khiến người đoạn ác. Đoạn ác tu thiện nên gọi là giáo giới. Sách Hội Sớ lại nói giáo là lời người trên bảo kể dưới, giới là ngăn chặn ước thúc, lời nói thấu triệt. Thật lý nên bảo là rất sâu, chuyển phàm thành thánh nên bảo là rất lành. Pháp âm thấm nhuần rộng rãi khiến cho khắp mọi người nghe đều được nhờ từ ân giải thoát ưu khổ. Sách Hội Sớ giảng giải thoát ưu khổ là được nghe pháp yếu, dứt bặt những nỗi lo trôi nổi, no say pháp lạc, thoát khổ sanh tử. Ý nói được nghe pháp yếu nên dứt được nỗi lo bị trôi nổi trong sáu đường, nếm no nê pháp lạc nên trừ được cái khổ sanh tử. Phật là pháp vương, là như kinh Pháp Hoa Phẩm Dược Vương đã chép, như Phật là vua của các pháp, Như Lai tự tại nơi pháp nên được xưng tụng là pháp vương. Phẩm thí dụ của kinh Pháp Hoa có câu: ta làm pháp vương tự tại nơi pháp. Ta là lời Đức Thích Ca tự xưng, chữ các thánh chỉ các bậc thánh nhân đã đoạn hoặc, chứng lý từ sơ quả của tiểu thừa trở lên và từ sơ địa của đại thừa trở lên. Phật là đạo sư của cả chính cõi, là bậc tôn quý nhất trong các thánh, nên Ngài Di Lặc Bảo Phật tôn quý cao siêu hơn các thánh. Quang minh của Phật chiếu tột suốt thấu, chẳng có ngần hạn, nên bảo là quang minh chiếu tột suốt thấu vô cực. Ngài Tịnh Ảnh lại giảng là quang minh chiếu tột là tự phước thù thắng, thấu suốt vô cực là tự trí thù thắng. Ngài lại giảng chữ vô cực như sau: danh cảm động mười phương, nhiếp thọ kẻ có duyên, nên bảo là vô cùng cực. Tổng hợp cả hai cách giải thích này thì hiểu thấu cái không đến mức vô cực chính là tự trí rốt ráo, thông đạt đệ nhất nghĩa không, chứng ngộ triệt để lý thể chính là đại trí, cho nên bảo là thù thắng. Phổ độ chúng sanh hữu duyên trong mười phương chẳng có ngàn hạn thì chính là đại bi. Lại từ thể khởi dụng, vận dụng cả bi lẫn trí nên diệu dụng vô tận. Như vậy là Ngài Di Lặc đã khen ngợi Phật đức, phước lẫn trí đều siêu việt thù thắng. Thêm nữa, một trong mười hiệu của Phật là Thiên Nhân Sư. Trên trời dưới thế, chỉ có mình Đức Phật là tôn quý. Ngài dạo khắp mười phương, làm đại đạo sư nên bảo là làm thầy của khắp hết thảy trời người. Kinh dạy thân người khó được, Phật khó gặp, nên nay được gặp Phật là điều vui mừng lớn lao. Lại được nghe danh hiệu Đức Vô Lượng Thọ là như kinh dạy, tính huệ, nghe pháp là điều khó nhất trong các điều khó. Huống hồ, lại được nghe diệu pháp bất khả tư nghì. Sáu chữ hồng danh nhất thường nguyện hải, tối cực viên đốn. Sách Di Đà Yếu Giải cũng nói, chẳng luận chí tâm, tán tâm, hữu tâm, vô tâm, hoặc hiểu hay chẳng hiểu, chỉ một phen danh hiệu Di Đà thoáng qua tai thì dẫu cho ngàn vạn kiếp sau cũng nhờ đó mà được độ thoát. Vì thế pháp này khiến cho hội chúng hoan hỷ mừng rỡ, khai phát Phật trí, hiểu rõ tự tánh. Bởi vậy Ngài Di Lặc mới bảo tâm được khai minh. Sách Hội Sớ bảo khai phát Phật trí, đoạn diệt vô minh nên bảo là khai minh. Không ai chẳng hoan hỷ, nghĩa là cả đại hội đều hoan hỷ. Chánh kinh, Phật bảo Ngài Di Lặc tôn kính Đức Phật là đại thiện, thật phải nên niệm Phật, cắt đứt hồ nghi, nhổ trừ ái dục, lấp các nguồn ác. Du bộ tam giới chẳng hề ngăn ngại, khai thị chánh đạo, độ kẻ chưa độ. Các ông nên biết mười phương nhân dân từ bao kiếp đến nay xoay vần trong ngũ đạo, ưu khổ bất tuyệt, lúc sanh ra khổ sở đớn đau, lúc già cũng khổ sở đớn đau, lúc bệnh khổ sở đớn đau tột bực, lúc chết khổ sở đớn đau tột bực, xấu ác hồi thối bất tịnh, có chi đáng vui. Hãy tự quyết đoạn, tẩy trừ tâm cấu, ngôn hạnh trung tính, trong ngoài tương ưng. Giải, Phật lại dạy bảo Ngài Di Lặc lần nữa, trước hết Ngài dạy nên tự độ. Cả hai câu, tôn kính Đức Phật là đại thiện, thật phải nên niệm Phật, cắt đứt hồ nghi, là cương yếu của toàn bộ giáo lý trong Đại Tạng. Kính là cung kính. Tịnh Ảnh Sớ giảng chữ kính Phật như sau: kính trọng, gánh vác Phật ân thì gọi là kính Phật. Gánh vác nghĩa là đảm đương, nhận lãnh. Như Lai vạn kiếp huân tu, nhập Phật tri kiến, rồi dùng tri kiến ấy khai thị bọn chúng ta, để tất cả đều được ngộ nhập, dùng quả giác của Phật để làm cái nhân tâm của chúng ta, thì chẳng phải tốn công suốt cả ba A Tăng Kỳ, chứng nhập ngay được Phật trí,
đấy chính là thâm ân của Phật. Bọn chúng ta phải theo đúng lời Phật khai thị, nương vào văn tự Bát Nhã mà quán chiếu, hồng chứng nhập thật tướng, đấy gọi là kính trọng, gánh vác Phật ân. Tuân theo những điều Phật dạy răng trong kinh này, hầu đoan tâm chánh hạnh, dứt ác tu thiện, phát Bồ Đề tâm, một bề chuyên niệm A Di Đà Phật, sanh ngang qua bốn cõi tịnh độ, chứng trọn vẹn bất thoái thì mới là tôn kính Phật một cách chân thật. Chữ đại trong đại thiện phải hiểu như chữ đại được dùng trong từ ngữ đại phương quảng, dứt mặt các đối đãi nên cưỡng gọi là đại. Ở đây kinh nói đại thiện nghĩa là điều lành vô thượng. Sách Hội Sớ lại bảo tam nghiệp kính phụng mới là tôn kính, dùng cả ba nghiệp thân khẩu ý của chính mình để cung kính phụng sự Như Lai. Thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh thì mới gọi là kính Phật. Chẳng phải như thế tục cứ nghĩ đốt hương sụp lạy mới là kính Phật. Mật Tông thường nói thanh tịnh tam môn, tinh thượng sư, dùng thân khẩu ý cúng dường thượng sư, cũng là do nghĩa này kinh Phật như vậy mới thật là đại thiện. Sách Hội Sớ còn nói Phật như thuốc thiện kiến, thấy nghe đều được lợi ích nên gọi Phật là đại thiện. Thật phải nên niệm Phật cắt đứt hồ nghi, niệm Phật mới chính là tôn kính, gánh vác Phật ân, bởi vì nhất thừa nguyện hải, sáu chữ hồng danh, chính là cái ân tối thượng trong những Phật ân. Lại vì niệm Phật chính là tam nghiệp, kính phụng, thầu nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, cả ba nghiệp thân, khẩu ý, đều chuyên chú nơi Phật thì mới là quy kính một cách chân thật. Nếu muốn chân thật niệm Phật thì trước hết phải cắt đứt hồ nghi. Tánh của loài cáo hay nghi ngờ nên mới bảo là hồ nghi. Hành nhân chẳng dứt nổi nghi thì chẳng dám dũng mãnh tiến lên nên bảo là còn hồ nghi. Hành nhân chẳng dứt nổi nghi thì chẳng dám dũng mãnh tiến lên nên bảo là còn hồ nghi. Nên biết rằng khi chưa đoạn nổi cội nghi thì sẽ khi tin khi ngờ, nửa tin nửa ngờ, hoặc miễn cưỡng niệm thứ nhưng tâm ý chưa yên. Hoặc là miệng tuy niệm Phật mà tâm vẫn hâm mộ tông khác, đấy đều chẳng phải là chân thật niệm Phật. Nói tóm lại, nghi tình chưa đoạn, chánh tính khó sanh, tính nguyện khiếm khuyết thì tư lương khiếm khuyết. Vì thế Phật dạy phải cắt đứt hồ nghi, ròng rặc niệm Phật, hâm mộ hâm hở niệm, dốc trọn cả tính mạng mà niệm cho tới chết. Qua nở gặp Phật, ngộ vô sanh nhẫn, như vậy mới là đại thiện. Trên đây, Phật đã dạy đoạn nghi niệm Phật. Tiếp đó, Ngài lại dạy niệm Phật có thể đoạn nghi. Sách An Lạc tập viết, nếu có thể thường tu niệm Phật tam muội thì trừ được tham sân si, chẳng luận hiện tại, quá khứ, tương lai, hết thể các chướng đều được trừ cả. Ngu si kém trí nên tâm hồ nghi, niệm Phật trừ nghi nên nghi tình tự đoạn. Hai vị đại sư Liên Trì, Linh Phong đều dạy, Phật hiệu gieo vào tâm loạn chẳng thể chẳng thành Phật. Đấy chính là ý nghĩa của câu thật phải nên niệm Phật cắt đứt hồ nghi vậy. Đối với câu nhổ trừ ái dục, Ngài Cảnh Hưng giảng như sau: nhổ dục là khiến lìa phiền não. Trong các nhân của những nỗi khổ, tham dục chính là cội rễ, nên Phật khuyên phải đoạn trừ ái dục. Lấp các nguồn ác, lấp là ngăn bích, tình ảnh sớ ghi, lấp các nguồn ác là khiến lìa ác nghiệp. Lấp cũng như bích, ác nghiệp chính là nguồn gốc của ác đạo, nó được gọi là nguồn của các điều ác. Vậy phải đoạn ác nên bảo là lấp. Ý nói vậy lấp các nguồn ác là dạy lìa các ác nghiệp, vì ác nghiệp khiến người ta phải đọa ác đạo. Ác nghiệp chính là căn cội của các đường ác, nên được gọi là nguồn ác. Bởi thế phải nên đóng lấp nó. Ngài Vọng Tây cũng giảng giống vậy, lấp các nguồn ác là khiến đoạn ác nghiệp. Trôi lăn trong sanh tử là do ác nghiệp làm nguồn cội nên gọi là nguồn. Sách Hội Sớ lại giải thích cách khác, trong các phiền não, nóng giận là nặng nề nhất nên bảo là nguồn. Chữ nguồn cũng chỉ cho nguồn vô minh. Phật đều đoạn hết cả, chẳng để thừa sót gì nên bảo là lấp các nguồn ác. Ta có thể áp dụng cả hai cách giải thích này chẳng trở ngại gì. Sách Hội Sớ đứng về phía Phật mà giảng, còn những thuyết của Ngài Tịnh Ảnh, Vọng Tây là căn cứ trên việc hành nhân hạ thủ công phu mà luận. Câu du bộ tam giới chẳng hề ngăn ngại, được Sách Hội Sớ giảng như sau: thần thông biến hóa chẳng phải suy tính gì, thường thể hội tánh không nên bảo là du bộ. Ngài Cảnh Hưng bảo, trên trời dưới thế, chỉ mình Phật là tôn quý, cho nên Ngài du bộ tam giới, biến hóa tùy ý, chẳng bị ngăn ngại. Chữ quái trong quái ngại, tức ngăn ngại,
có nghĩa là trở ngại, ngăn đón. Trong bản ngụy dịch của Đại Tạng Cao Ly, chữ quái ngại được ghi là câu ngại. Chữ ngại thuộc bộ môn, còn các bản ngụy dịch phổ biến ghi là câu ngại, chữ ngại thuộc bộ thạch, nên các tác phẩm sớ giải của Ngài Tịnh Ảnh, Cảnh Hưng cũng như Hội Sớ đều chép là câu ngại. Ngài Cảnh Hưng giảng, vô sở câu ngại, tức vô sở quái ngại, chẳng bị kềm giữ trở ngại, chính là chẳng bị ngăn ngại. Như trên đã nói, tác giả Hội Sớ và Ngài Cảnh Hưng đứng về phía Phật để bàn luận là vì họ dùng bản ngụy dịch để giải thích kinh. Nay căn cứ trên bản hội tập thì ta có thể hiểu là người kim cả phát bồ đề tâm niệm Phật được vãng sanh thì nương vào oai thần của Phật sẽ đi quá độ khắp cả tam giới. Kinh nói trong khoảng một niệm đi qua cả ức na do tha trăm ngàn cõi Phật. Kinh còn dạy tùy ý tu tập không gì là chẳng viên mãn, bởi thế mới chẳng hề ngăn ngại. Người được vãng sanh sẽ du hành mười phương tuyên thị diệu pháp Di Đà Viên Đốn, nhất thừa nguyện hải sáu chữ hồng danh, nhằm dẫn dắt kẻ chưa được độ quy hướng cực lạc. Vì thế Phật bảo khai thị chánh đạo, độ kẻ chưa độ. Trong đoạn kinh này, nửa đoạn trước Phật khuyên dụ chúng sanh đoạn hoặc niệm Phật, còn nửa đoạn sau Phật lại khuyên chúng sanh nên biết khổ để tu thiện. Bao kiếp, tức là thời gian kiếp số lâu xa dằn dặc. Này bảo là bao kiếp, là hàm ý vĩnh cửu của vĩnh cửu vô cực vậy. Ngũ đạo, tức là năm đường, gồm trời, người, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, như đã giải thích trong câu chặt ngang năm đường ở phần trên. Theo Hội Sớ, cả đoạn các ông ưu khổ bất tuyệt, ý nói từ bao kiếp đến nay, tuy gặp nhiều đức Phật phát đại tâm, nhưng tu thánh đạo khó được thành tựu, nên thường bị chìm đắm lưu chuyển, mãi đến nay vẫn chưa thoát khỏi sanh tử. Theo đó, người gặp được Phật vẫn còn nhiều kiếp trầm luân sanh tử, ưu khổ bất tuyệt, thì người chẳng gặp được Phật ưu khổ còn hơn thế nữa. Bởi đó kinh dạy, mười phương nhân dân bao kiếp đến nay xoay vần trong năm đường, thường đọa vào tam đồ, đau đớn tột bậc, không lúc nào hết. Ấy là vì sanh chết, già bệnh đều rất đau khổ, đều là thường khổ không vui. Cái thân nghiệp báo của phàm phu xấu ác, hôi thối, bất tịnh, nào đáng vui chi? Ác là xấu ác, hung ác. Thoái là mùi vị khó ngửi, bất tịnh là chẳng sạch sẽ. Kinh Tâm Địa Quán dạy, tự xem thân mình, 36 thứ xấu ác ri ra chẳng sạch. Đại Luận kể ra 5 thứ bất tịnh: chủng tử, y xứ, đương thể, ngoại tướng và cứu cánh. Chủng tử chính là tinh cha huyết mẹ, y xứ là bào thai, đương thế là toàn thân, ngoại tướng là hình hài, cứu cánh là rốt ráo. 5 thứ đều bất tịnh. Thập Nghi Luận lại kể ra 7 thứ bất tịnh: một là chủng tử, hai là tánh thọ nhận, ba là trụ xứ, bốn là ăn uống, năm là sơ sanh, sáu là toàn thân, bảy là cứu cánh. Cả 7 thứ ấy đều bất tịnh. Vì thế cả thân mình lẫn thân người khác đều chẳng có chỗ nào đáng yêu nổi, thường khổ không vui, lẽ nên phải chán lìa. Bởi thế tiếp đó Phật dạy, hãy tự quyết đoạn. Quyết là tâm quyết định, đoạn là cắt đứt nhân ác. Nhân ác chính là như câu tiếp đó nói rõ, tâm cấu. Sách Hội Sớ nói, tham sân si là tâm cấu, bụi nhơ nơi tâm. Trái với 3 thứ ấy là tâm thiện. Tẩy là rửa sạch, trừ là dứt bỏ. Vì thế Phật dạy, tẩy trừ tâm cấu. Ngôn hạnh trung tín, ngôn là lời lẽ, hạnh là hành động. Sách Tiên Chú viết, làm đúng như lời nói, lời nói đúng như việc làm thì gọi là trung tín. Theo Ngài Tịnh Ảnh trong câu trong ngoài tương ưng, chữ ngoài chỉ lời nói, chữ trong chỉ cái tâm. Tịnh Ảnh Sớ ghi, lời nói là ngoài, tâm là trong. Lời nói chẳng trái với tâm nên bảo là tương ưng, nghĩa là tâm khẩu đồng nhất, chính là trong ngoài tương ưng, biểu lý tương ưng. Lời Sớ còn giảng rộng, biểu là biểu hiện, những gì biểu hiện ra ngoài thì đều gọi là biểu. Hạnh cũng là biểu, lý là nội tâm, trong ngoài như một nên gọi là tương ưng. Đấy chính là trực tâm, như kinh Tịnh Danh dạy, trực tâm là đạo tràng. Chánh kinh, người ấy đã có thể tự độ lại còn cứu vớt người khác, chí tâm cầu nguyện tích lũy cội lành. Tuy một đời tinh tấn siêng khổ cũng chỉ như khoảnh khắc mà thôi, thân sao sanh vào cõi vô lượng thọ, khoái lạc vô cực, vĩnh viễn nhổ được cái gốc sanh tử, chẳng còn cái nạn khổ não, thọ ngàn vạn kiếp tự tại tùy ý. Giải, đoạn trên đã giảng rõ sanh tử lưu chuyển ưu khổ chẳng ngớt,
khuyên ta phải xuất ly, để là nhàm chán sa bà. Còn đoạn này lại khuyên cầu sanh tịnh độ, chính là ham cầu cực lạc. Sách Di Đà yếu giải, lấy chán lìa sa bà, cầu vui cực lạc làm nguyện, lấy tín nguyện trì danh làm cá nhân chân thật của nhất thừa. Bởi đó ta thấy rằng Đức Thế Tôn khuyên dụ chính là vì vãng sanh rất thiết yếu. Câu người đã có thể tự độ, nghĩa là độ được chính cái thân mình. Đây là lời tiếp nối ý câu tẩy trừ tâm cấu trong ngoài tương ưng của đoạn trên, đó chính là hạnh tự lợi. Tiếp đấy lại cứu vớt người khác là hạnh lợi tha. Đây chính là điểm thứ hai trong lời khai thị của Phật. Cứu là cứu độ, tức là lần lượt cứu độ những người khác, hay nói cách khác là chúng sanh vô lượng thệ nguyện độ. Phát được cái tâm to lớn, tự giác giác tha, niệm danh hiệu Phật thì mới kế hợp được tông thú của bản kinh này. Phát Bồ Đề tâm một bề chuyên niệm. Đã phát đại tâm thì phải dùng tâm chí thành tích lũy cội lành để cầu được diệu quả của bổn nguyện. Cội lành có nghĩa như thiện căn. Kinh Thắng Mang quyển thượng dạy thiện bổn, bổn cũng là nhân. Muốn dùng cái thiện ấy để làm bồ đề căn nên gọi là thiện bổn. Sách Hội Sớ lại viết, cầu nguyện là cái tâm nguyện được vãng sanh. Thiện bổn là tên chung của các điều lành, mà cũng chỉ riêng việc xưng danh niệm Phật, bởi vì xưng danh niệm Phật chính là cội lành của việc vãng sanh cực lạc. Tích lũy cội lành chính là một bề chuyên niệm. Tiếp đó, Đức Thích Tôn trùng tuyên sự thắng diệu của cõi cực lạc khuyến dụ vãng sanh. Khoảnh khắc là 1/48 của một phút, tức là một khoảng thời gian rất nhỏ. Phật khuyên người đời, một sinh năng vất vả cũng chỉ như trong khoảnh khắc. Thân sau sanh về cực lạc thì cái vui ấy không cùng tận. Sự vui mầu nhiệm vô biên, vượt trỗi mười phương, chẳng hề chấm dứt nên bảo là vô cực. Trong tác phẩm Khuyến Tâm Vãng Sanh Luận của Sa Môn Nhẫn Không thuộc Tông Thiên Thai có câu, một trận vinh hoa đời này kết thành khổ quả ức kiếp, đời này siêng tu trong khoảnh khắc nở nhụy giác tam minh. Ấy là nhân nhỏ quả to, thọ báo dài lâu. Hễ được vãng sanh thì như kinh dạy, vĩnh viễn nhổ dứt cái gốc sanh tử, chẳng còn cái nạn khổ não, thọ ngàn vạn kiếp tự tại tùy ý. Ngài Linh Chi đã giảng về cõi cực lạc như sau: tịnh độ Di Đà cảnh giới lạ lùng tuyệt diệu, thánh hiền cùng hội nghe pháp ngộ đạo, thọ mạng vĩnh cửu bất thoái bồ đề. Chẳng còn có nỗi vui nào khác hơn được niềm vui này. Chỉ không có cái khổ vô thường đã đáng vui rồi, huống là còn có các sự thù thắng. Những sự vui ấy chẳng cùng tận. Bởi thế Phật mới khuyên chúng sanh cầu sanh về đó. Chánh kinh: ai nấy nên tinh tấn cầu tâm sở nguyện, chẳng được nghi hối, tự tạo thành ương họa, sanh vào biên địa cõi ấy, nơi thành thất bảo, trong 500 năm chịu các tai ách. Di Lặc bạch rằng, tuân lời giảng dạy tường tận của Phật, chuyên rồng siêng năng tu học, phụng hành đúng như lời dạy, chẳng dám có nghi. Giải: Thế Tôn rủ lòng từ đã khuyên đại chúng nên yêu thích cầu sanh cực lạc, lại khuyên chúng sanh nên bỏ nghi hoặc để khỏi sanh trong biên địa. Đấy là điểm thứ tư trong lời khai thị của Phật. Kinh dạy: ai nấy nên tinh tấn cầu tâm sở nguyện, nghĩa là chúng sanh phải thành kính chuyên tu nhất tâm tịnh nghiệp, chẳng được nghi hối, tự tạo thành ương họa. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương giảng chữ hối như sau: hối là nghĩ ngược lại, tức là nghĩ trái lại rồi đâm ra thụt lùi. Quá cửu tạm dịch là ương họa, quá là tội, cửu là ác, là tai họa. Ý Phật khuyên chúng sanh chớ nên nghi hoặc để tự tạo ra tai ương cho chính mình, ngõ hầu khỏi phải sanh vào biên địa cõi ấy, chịu các ách nạn. Biên địa còn gọi là nghi thành hay giải mạng quốc. Sách Tịnh Độ Lược Luận viết, trong 500 năm thường chẳng thấy nghe tam bảo và cõi an lạc thì gọi là biên địa hoặc là thai sanh. Gia Tường Sớ ghi, ở đây trước hết răn dạy phải đoạn nghi hoặc, dạy rõ hoài nghi sẽ sanh biên địa, chẳng được gặp Phật. Suốt cả 500 năm qua chẳng nở, qua chẳng nở thì chẳng thể đến mười phương cúng dường chư Phật. Sách Hội Sớ nói, trước sau chẳng lui sụp thì gọi là tinh tấn. Cầu tâm sở nguyện là nguyện cầu vãng sanh, nghi hoặc là chẳng hiểu rõ Phật trí, hối là ác tác. Trước tin sau ngờ, đối với lòng tin hiểu khi trước sanh lòng hối hận, nửa đường bỏ lửng, tự tạo thành ương họa, là dẫu nước ấy chẳng trái nghịch gì mình mà tự cam sanh trong biên địa. Các ách nạn là chẳng thấy tam bảo, chẳng nghe kinh pháp,
lời giải thích của hội sớ rất tường tận. Đối với vấn nạn biên địa có thuộc vào ba bậc vãng sanh hay không, sách Vô Lượng Thọ Kinh Sao đã bàn rất tỉ mỉ. Sách viết, các kinh nói chẳng giống nhau, theo như Giác Kinh tức bản Hán dịch và Đại A Di Đà Kinh tức bản Ngô dịch, biên địa thuộc vào Trung Bối và Hạ Bối. Ý nói cả Trung Bối lẫn Hạ Bối đều có biên địa. Còn kinh này chỉ bản Ngụy dịch, chẳng những không giống thế mà lại còn dạy khác đi, bởi thế các sư cũng hiểu khác nhau. Chẳng hạn như Ngài Đàm Loan, Ngài Nguyên Hiểu, Ngài Pháp Trụ, Ngài Như Trạm đều cho rằng biên địa chẳng thuộc trong Tam Bối. Ngài Nghĩa Tịch, Ngài Cảnh Hưng, Ngài Long Hưng, Ngài Nhân Nhạc lại nghĩ biên địa gộp trong các bối. Mỗi vị căn cứ vào một khía cạnh nên các ý kiến ấy chẳng trái nghịch nhau. Nhưng kinh này là bản phiên dịch chính và Đại sư Đàm Loan lại là cao tổ của tông ta, nên đây phải thuận theo ý Ngài, tức là như Ngài đã viết trong sách Lược Luận, lại có một thứ vãng sanh cõi an lạc chẳng thuộc vào trong ba bậc. Phàm ba bậc đều là do tính tâm vãng sanh, ấy chính là điều nên khuyên bảo. Biên địa là do tâm nghi mà vãng sanh, ấy chính là điều phải răng dè. Tinh ngờ khuyên răng khác nào như trời với đất, lửa với nước, làm sao dung được nhau. Lời luận của sách rất hay, người đầy đủ tính tâm thì thuộc vào ba bậc vãng sanh, kẻ ôm lòng nghi thì rớt vào biên địa. Do hai tâm chẳng đồng, tất nhiên chỗ sanh về phải khác. Bởi đó trong hội bản này, ngoài ba bậc vãng sanh ra, kinh dạy rõ về biên địa nghi thành. Trong phẩm 40 ở phần sau sẽ giảng rõ điều này. Ngài Di Lặc lãnh thọ lời Phật nên hướng về Phật bạch rằng, thọ Phật minh hối, vâng lãnh lời dạy rõ ràng của Phật. Minh tức là trí huệ, hoàn bị, rõ ràng, khai phát. Minh hối tức là lời răn dạy, có tác dụng khiến đại trí được hiển lộ, khai phát, là lời dạy minh bạch, hoàn bị. Chuyên là chuyên nhất, tinh là tinh tấn. Trong phần chánh kinh, chữ chuyên tinh được dịch ý là chuyên rồng, siêng năng. Tu là tu hành, học là học đạo. Kinh pháp qua dạy, dần dần tu học ắt đều thành Phật. Phụng hành đúng như lời dạy, Ngài Di Lặc lãnh thọ lời Phật giáo huấn, quyết định tuân hành. Câu chẳng dám có nghi, ngụ ý khuyên chúng sanh vâng lãnh lời Phật, dứt bỏ lòng ngờ. Nghi là căn nguyên phát sanh muôn mối lầm lạc, nên phải đoạn nghi.